好的，那我们接下来就继续介绍一下我们的后面的东西了。我相信大家应该都已经看到了。来啊！看到了，就是杰斯神奇的产品了，对不对？来，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 这就是杰斯的一个促进是促进生长，然后促进再生的一个抗衰老的全球的领先的生物科技啊。và tiếp theo chúng ta hãy đi đến một cái sản phẩm về tế bào công nghệ tế bào gốc。那这样子是，它这个科技呢，就是杰斯拥有的是一个全球领先的干细胞技术哦，唤醒基督再生的一个活性。Đây là một cái công nghệ có thể đánh thức cái tế bào và làm cho cái tế bào nó tái sinh nó tốt hơn. 还有干细胞的话呢，它能够启动我们的组织新生，然后再修复，达到一个修复的作用。Và cái tế bào của mình khỏe hơn tốt hơn thì nó sẽ giúp cho chúng ta đẩy lùi tức là giúp cho chúng ta khỏe lại.那接下来的话跟大家介绍就是我们的Luminous 复活新生精华露啊，先介绍这是某种一个产品啊，主力国哈 ，Tinet 在啦，李松。好，那我们的复活新生精华露里面呢，它很特别哦，它因为它里面还有248种的这种成长因子。这产品serum này thì có một cái đặc điểm là nó trong đó nó có cái hàm có những cái thành phần nó hàm lượng là 248 cái kích thích tố tăng trưởng trong tế bào gốc. Đây là cái công nghệ như thế nào? Nó chính là sử dụng nhân thể của thành nhân gan xi bao bên trong là chỉ bằng gan xi bao. Sử dụng thành nhân của chỉ bằng gan xi bao. Đây là một cái công nghệ là dùng cái tế bào gốc của người trưởng thành. Tại chỉ bằng cái gan 细胞里面呢，去萃取出一种叫做生长因子的东西。Ở trong những cái mỡ trong cái tế bào đó thì tiết xuất ra những cái thành phần quý giá ở trong đây. 那大家一定很好奇，什么叫做生长因子？Tất nhiên là mọi người thì rất là hiếu kỳ cái gì gọi là kích thích tố tăng trưởng. 那生长因子它其实就是一个化学的名称。Thật sự là cái kích thích tố tăng trưởng nó là một cái tên gọi của hóa học. 它就像是与细胞沟通的一个很好的桥梁。Đây chính là cái kích thích tố tăng trưởng này nó chính là một cái cầu nối cho cái tế bào.cho nó có thể là mà giao đổi với nhau. 好的，那生长因子它的作用，它能够自己产生大量的胶原蛋白。thì những cái kích thích tố này nó giúp cho tế bào mà sản sinh ra rất là nhiều cái protein khác nhau trong cái làn da. 然后我们人们呢会因为随着年龄增长而减少皮肤的一些胶原蛋白。thực sự chúng ta cái làn da của chúng ta thì tùy theo cái tuổi tác của mình.thì nó sẽ giảm đi cái lượng protein trên làn da chúng ta. 那复活新生精华露呢？它里面的生长因子呢？它能够帮助我们的细胞再生机制达到一个逆转老化的一个效果。thì cái sản phẩm dị sinh này thì nó những cái thành phần cái chất tố tăng trưởng này thì nó giúp cho cái tế bào của chúng ta có thể sản sinh ra nhiều cái protein khác nhau giúp cho chúng ta trẻ hóa. 全天然哦，然后低过敏性，不含防腐剂哦。Sản phẩm này toàn bộ là từ đến từ thiên nhiên và không có. 好，接下来的话我们就要看看一个见证啊，这是复活新生使用复活新生精华露使用19天以后的一个见证。Ở đây là một cái minh chứng sau khi sử dụng 19 ngày của sản phẩm serum này. 那上面的话呢，我们可以看到这位女士呢，她在使用前呢，她的眼袋呢，确实是看起来很多细纹，还有一个明显的一个眼袋的厚重。thì cái hình ảnh ở bên trên đó thì chúng ta thấy rất là rõ, tức là ở phụ nữ này ở xung quanh cái vùng mắt đó, thì chúng ta thấy được rất là nhiều cái nét nhăn và bọng mắt ở trên đó rất là rõ ràng. 但是她在使用了19天以后呢，却得到了一个很好的改善。我相信大家看到了。sau 19 ngày sử dụng sản phẩm serum thì nó được cải thiện một cái rất là rõ ràng, chắc chắn là các bạn sẽ. 我先已经看不到她眼睛的细纹了。那他的眼袋也不见了。trước tiên thì chúng ta thấy những cái nếp nhăn ở trên cái khuôn mặt đó thì nó giảm đi rất là nhiều, mình thấy là nó cải thiện rất là nhiều rồi. 接下来我要让大家看到我们这张很特别的一张照片。
vậy thì là cái hình ảnh này rất là đặc biệt. 这是我们一位，不只是我们一位，这其实是一位很元老级的一位会员哦，他叫 Winnie。đây là đây là ha cái hình ảnh này đây là một nhà phân phối rất là lâu của ha Jeanette, tên của cô ta là Winnie. 因为当时呢，其实正在开始起步。tại vì ha khi mà ha Jeanette bắt đầu ha nhưng mà sáng lập và bắt đầu kinh doanh. 那我相信那个时候很多会员都没有用过这样的引擎网络。Rồi tin tưởng là chắc chắn là rất là nhiều người không chưa bao giờ mà dùng qua những cái sản phẩm với cái phương pháp như thế này. Vì Winnie, ta đương nhiên cũng không tin. Tất nhiên là cô Winnie chắc chắn là cũng không có tin tưởng cái sản phẩm nó có một cái hiệu quả cái gì. Ở Winnie, ta为了证实这样子产品到底有没有效果. Cho nên là cô ta thì vì minh chứng cái sản phẩm này nó có cái hiệu quả tốt như thế này hay không.所以当时呢，他使用了精华露半边脸，只用了十周。真的，那个他去买用，个他去用那个铺嘛，用那个。把它关掉，大哥。他只用了十周呢，来，我们可以看得到，请大家看一下，他左边脸跟右边脸有没有不一样？sau khi sử dụng 10 tuần á thì cái hình ảnh mình á ha mình nhìn thấy cái bên tay trái và bên tay phải nó có gì khác hoặc khác không ạ? Xin chỉ cho các bạn xem ạ. Đầu tiên, tôi muốn nói với các bạn là Winnie năm nay đã 60 tuổi rồi. À, cho nên chúng ta hãy nhìn rõ cô này á, hôm năm nay là quá hơn 60 tuổi rồi. Các bạn có nhìn ra không ạ? Các bạn có nhìn có nhận ra không ạ? Ở đây, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một chút. À, chắc chắn các bạn sẽ thấy rõ ràng được là cái mặt bên trái của cô ấy 已经很明显的得到了一个 很好的改善。但是呢，các bạn ở dưới chắc chắn là nhìn rất là rõ ràng ở bên mặt, cái khuôn mặt bên kia thì nó cải thiện rất là nhiều. 首先呢，我们先看他的眼袋变小了。Trước tiên mình coi cái bóng mắt thì ha đã nhỏ đi rất là nhiều. 第二，他的法令纹变浅。Cái thứ hai là cái nếp nhăn ở chỗ cái hướng phần miệng thì nó rất là cải thiện rất là tốt.第三呢，他的脸颊呢已经紧实提升了。thứ ba là thì cái khuôn mặt từ dưới thì nó săn chắc và nó săn chắc lên. 相对的，他没有用过的这张脸，当然就是一个六十岁老妇人的脸。cũng như là bên khuôn mặt bên này thì khuôn mặt 60 tuổi ở bên này. 首先，我们一定可以看到他的眼袋还是一样的大。À, bây giờ mình nhìn rõ ra cái khuôn mặt bên này thì cái bóng mắt còn rất là rõ ràng. Và yêu hài sĩ giam được sơn. Và cái nếp nhăn ở trên khuôn mặt thì cũng rất là... Cơn trọng yếu là, chỉ muốn sẽ 60 tuổi được rồi, sẽ đến sẽ đến đến giá bất trời được. À, xin hỏi nếu như mà ở đây là một cái rất là rõ ràng, 60, những người 60 tuổi, xin hỏi ai mà không có bị sẽ... Cho nên chúng ta nhìn rõ thì mình thấy cái khuôn mặt bên đây nó hơi sẽ... 好的，那当时呢，也是因为威尼呢有认识了一个就是皮肤科的一个专业的医师。当然，那哈是的啊，李明珍的丁珍啊，是啊，柯林呢，是啊，có một người bạn á là về ha da, tức là về thẩm mỹ, chuyên gia về thẩm mỹ, cho nên cô ta đi kiểm định. 那为了证实这样子的精华露到底是不是真实的有效果，我们就请了医师在他的皮肤上做了一个皮肤的显微镜扫描。Cho nên thì cô ta, cái làn da của khuôn mặt cô ta thì được những cái thiết bị chuyên nghiệp của tức là của thẩm mỹ thì scan cái làn da của bạn. Sau đó thì chúng ta sẽ được một cái kết quả rất là rõ ràng ở trên cái màn hình bên này.首先我想先让大家了解是人为什么会有产生胶原蛋白，是因为我们人从出生婴儿的时候就会产生身体就会产生胶原蛋白。thì tại sao chúng ta cái tế bào của chúng ta nó có thể sản sinh ra được các loại protein cho da? Vì con người khi mà bắt đầu được sinh ra thì cái tế bào nó rất là khỏe mạnh và có thể giúp cho cái làn da của mình có thể sản ra rất là nhiều cái protein.所以大家是不是看到小婴儿、小 baby 是不是都是皮肤都嫩嫩的呢？所以呢，你大家总睇下những người mà
em còn nhỏ, những em còn nhỏ thì chúng ta thấy cái khuôn mặt rất là trẻ và rất là ngon. 那就对了哦，所以说呢，在威尼使用了以后呢，它的在还没有使用前呢，没有胶原蛋白的状况呢，其实皮肤是一样的干燥，一样是老化的一个皮肤的状态。 那这个很难呀，是，这个很难的，是，这个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 ，这
在这里我要跟大家先说一个先说一个观念啊，人在25岁以后，疾病会开始减少胶原蛋白的产生。但是那哈大家也要跟nói rõ hơn，就是啊，每一个人我们sau 25岁啊，thì cơ thể chúng ta tế bào chúng ta thì nó sẽ giảm được, tức là nó không có đủ năng lượng lắm để sản sinh ra những cái thừa kế. Và cô này 60 tuổi sau khi mà sử dụng 10 tuần thì nó rất là rõ ràng, nó tái sinh lại. Cho nên chúng ta hãy suy nghĩ xem, nếu mà một cô mà sau 60 tuổi có thể cái da mặt có thể giúp cho cái da mặt nó có thể sản sinh ra tế bào có nó trẻ hóa lại. Đó là không thể đâu. À, chắc chắn là rất là khó, là không thể. 好的，接下来要为大家介绍一个，就是我们在杰斯里面另外一个最红的一个产品，也是目前全球我敢说是卖最好的一款产品。và tiếp theo xin giới thiệu với các bạn, đây là một cái sản phẩm chủ lực của Genet Global, đây chính là đây cũng là cái sản phẩm mà bán chạy nhất trên toàn cầu, trên toàn thế giới của Genet Global. Sản phẩm gì sir?在这边，我相信有已经有很多伙伴已经开始都已经在使用，开始在使用了。啊，对，tin tưởng là trong hệ thống Việt Nam đây thì cũng chắc chắn là cũng có rất là nhiều bạn đã được dùng qua cái sản phẩm này. 那我在这边呢，在这边呢，就趁这个机会来好好跟大家介绍什么是我们的配酒精华。Và những cái dịp này tôi xin rất là tôi rất là vinh hạnh giới thiệu với các bạn sản phẩm.绿色垃圾。黑泉精华它是一个复方的果汁，我们称之为黄金组合钻石配方。cái sản phẩm lý sớp này là một cái sản phẩm được chiết xuất ra từ những cái loại trái cây tổng hợp chiết xuất ra. 黄金组合在里面，最重要的是呢，里面有一个最重要的东西叫做白藜芦醇。ngoài ra ở trong đó có một cái thành phần chủ lực đó chính là cái thành phần lý sớp rồi.那白藜芦醇是什么呢？白藜芦醇là cái thành phần đó là cái gì？哦，那原来白藜芦醇其实源自于发现呢，当时发现的时候是发现在法国。这成分绿色葡萄奶啊哈，是它就发现在法国。好的，那研究学者去研究了，为什么法国人的寿命比一般其他西方国家人的寿命来得长？vì các nhà khoa học đã từng nghiên cứu vì sao người Pháp thường thường là có cái tuổi thọ cao hơn.那经过研究的证实以后呢，哦，原来研究学者才知道说，哦，原来法国人因为喜欢在吃饭的时候喝杯红酒。通过这个研究của các nhà khoa học thì mới phát hiện là thì những người Pháp thông thường là có thói quen sau khi dùng bữa xong thì cũng thích uống một ly rượu đỏ. 很简单了，红酒就是答案。rất là đơn giản, rượu đỏ chính là đáp án.只因为红酒里面有种东西叫做逆转醇，这个逆转醇，我们就统称为白藜芦醇。tại vì ở trong cái rượu đỏ của cái rượu đỏ của Pháp nó có cái hàm có một cái thành phần chính là vị sơ và thuật。那目前呢，如果说你想要更了解更多白藜芦醇相关的资料，我相信您到 Google 上面搜寻白藜芦醇四个字，您绝对可以搜寻到非常非常多的相关资料。nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu sâu hơn về cái thành phần này thì chúng ta ở trên Google chúng ta có thể search cái lý sớm và thuộc cái thành phần này, ở trong đó nó có những cái tác dụng gì ở trong công nghệ y khoa. 那目前在网络上呢，您可以搜寻到相当多学非常多的一些相关的资料，不管是文献、医学的文献、医学报告。甚至是见证，好不好？ở trong đó nó có rất là nhiều cái về các cái báo cáo về y khoa, các cái báo cáo về cái là những cái tài liệu, những thông tin trong đó thì chúng ta sẽ có thể cập nhật ở trong đó. 那我在这边我就是多做见证的介绍，因为这个见证介绍未来我在请我们越南的领导呢，在如果说你有需要的话，再请您
跟你们越南领导要这个签证按钮，好不好？vậy thì tôi không có nói nhiều về cái minh chứng về cái sản phẩm này, thì sau này chắc chắn là mong muốn các lãnh đạo sẽ đưa tới nhiều cái thông tin về minh chứng sản phẩm cho hệ thống tín dụng. Vậy thì ở trong cái sản phẩm liên sớm này nó có một cái gọi là một cái công nghệ cách mạng, đó là một cái sự hấp thu rất là cao. Vậy thì cái công nghệ cách mạng, công nghệ hấp thụ cao đó là cái gì? Thực ra cái sản phẩm này nó không có thông qua bất kỳ cái hệ thống tiêu hóa nào trong cơ thể chúng ta. Chỉ cần chúng ta ngậm ở trong miệng trong vòng 3 tới 5 giây là nó có thể trực tiếp đi vào cái đường máu của mình có thể trực tiếp hấp thụ được. Cái sản phẩm này thì thật sự là cái phương thức mà hấp thụ như thế này cũng giống như là truyền nước điện trực tiếp đi đường máu của mình. Chúng ta hãy biết rằng cái mà mình chích thuốc hay là mình nó treo nước biển thì là cái hấp thụ nhanh nhất. Cho nên chúng ta hãy học về một số kiến thức về cái sản phẩm này. Khi mà chúng ta chích thuốc hay là chúng ta tiêm thuốc thì tiêm thì nó là 100% hấp thụ. 但是由于杰斯的一个悬浮凝胶技术呢，含在舌头下面，它可以高达95%的吸收能力。是啊，通过这个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 
thì cái lịch sử này nó đem lại cái lợi ích gì cho chúng ta? Đối với tôi thì cái lợi ích mà từ cái sản phẩm này thì rất là nhiều, tôi không thể nói. Cái sản phẩm này nó có cái tác dụng, nó giúp cho cái tuổi thọ chúng ta kéo dài từ 15 tới 20 tuổi. Thì cái sản phẩm này, cái sự các công năng của nó hấp thụ nó cao hơn cái khác là 60 lần. 这点请关心。về cái trên đó thì tôi không nói, nhưng mà cái ở bên dưới thì nó có thể kháng ung thư, nó kháng ung thư gấp 40 lần. Thì các bạn thấy cái sản phẩm này, cái cơ hội kinh doanh cái sản phẩm này nó có lớn hay không ạ? Chắc chắn là rất là tốt và rất là lớn. 那它其实呢，它就是维护我们的端粒呢，保护我们的端粒继续断裂，然后甚至受感染，或是受污染，或是受到破坏。 thì ở trong cái polymer thì ở trong những thấp thể nó giúp cho bảo vệ cái những thấp thể đó không có bị phá hoại hay là nó bị lão hóa nhanh hơn. 在这边要跟大家做一个概念，就是我们人呢，在25岁以后呢，
我们的端壁呢，每两年半就会做一次分裂，每分裂一次就代表你老了一次，你也老了一次。À, thì ở trong cơ thể chúng ta thì cái tế bào chúng ta nó hai nó trải qua một cái thời gian khi mà nó phân chia, mỗi một lần phân chia ra thì cũng nói cho chúng ta biết chúng ta lại già hơn nữa. Khi mà tế bào chúng ta mà được phân chia thì cái polymer chúng ta sẽ ngắn đi hay là nó sẽ bị hao tổn đi. Cái sản phẩm của chúng ta nó đi vào và giúp cho cái hình cơ thể chúng ta được bảo vệ cái polymer nó không có bị tổn thương và nó không có bị ngắn đi. 那最主要的功能呢？它最主要的功能就是延缓细胞的衰老，然后延长人们的寿命。Cái tác dụng quan trọng nhất là nó sẽ đem lại cái, nó sẽ trẻ hóa các tế bào, nó giúp cho các cơ thể chúng ta sống thọ hơn. Cái quan trọng này là người này là đã đạt được cái giải thưởng Nobel. 好，成功的第二个关键是什么呢？就是一个 US 的全球账户系统。Cái thứ hai, cái thành công mà thành công thứ hai chính là hệ thống US toàn cầu. 好，那在成功的系统里面呢，我们在事业的人生里面，是不是需要一个卫星导航仪来指引我们方向呢？ Vậy thì khi cái việc thành công của chúng ta có phải là chúng ta có một cái bản vẽ, cái hệ thống này chính là một cái bản đồ để chỉ cho chúng ta con đường thành công. 好的，那一个完善的系统，我们需要什么东西呢？一定是一个正面的能量。Thì một cái hệ thống hoàn thiện á, cái thứ nhất nó cần phải có cái năng lực, một cái năng lượng và ở trong cái hệ thống nó có những cái thông tin chính xác và truyền đạt, và ở trong hệ thống chúng ta cũng có thể đạt được chúng ta cũng có thể nhận được những cái công cụ để hỗ trợ. 更重要的是您在系统上，您在系统中可以得知您平常不知道的一些知识。Và cái cuối cùng rất là quan trọng đó chính là cái kiến thức rất là nhiều cái ở trong cái môi trường này chúng ta có thể học được những kiến thức đó. 好的，那全球账户系统呢？我们在系统里面我们可以学到什么事情呢？Vậy thì trong hệ thống chúng ta có thể học được những cái gì? 首先一是教导我们如何去做一个正确复习成功人士的一个方法。Cái thứ nhất thì hướng dẫn cho chúng ta làm thế nào để mà copy một người thành công để truyền đạt. 第二是提供个全球性的交流平台。Cái thứ hai là giúp cho chúng ta cung cấp cho chúng ta một cái môi trường, một cái website kết nối toàn cầu.再来是有效的运用您现有工具去成就你未来的事业。第八啦，就教我们啦，怎么样嘛，我们使用某个工具最好来成就自己。还有系统里面呢，相信每一位领导都带着极大的正能量的环境呢，提供你一个自我成长的环境。Và ở trong đây ở trong hệ thống là rất là chúng ta được rất là nhiều cái năng lượng ở trong hệ thống chúng ta.好的，那前所未有的完美组合呢，就在你当解释了。而且还跟系统中的环境啊，环境啊，叫啊，进行合作。这是一个划时代的生物科技。đây là một cái thời, đây là một cái thời đại công nghệ sinh học. 再来，它是一个确定而且是一个非常真实的一个革命性的商业趋势。Đây cũng chính là một cái cơ hội, một cái xu thế mang tính cách mạng trong thời điểm này. 这样子的商机会有多大？ Cái cơ hội kinh doanh này các bạn có biết lớn cỡ nào không? 我先简单的问大家几个问题就好了。我đơn giản nói lên mấy điều cho các bạn. 先简单问大家一个问题，你怕不怕生病？Tôi xin hỏi các bạn một cái vấn đề, các bạn có sợ bệnh hay không? Các bạn có sợ già không? Các bạn có sợ chết không?
大家都怕，对不对？啊，对，感冒因为公司的嘛。我也很怕。我都会公买。那其实这样子的东西，其实只要是有人活在这个世界上，就会有人需要这样子的想法。Cho nên từ cái điều đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái thị trường chỉ cần có người thì cần sản phẩm của chúng ta. Vậy thì chúng ta biết được và chúng ta cũng không có chúng ta hãy suy nghĩ và cái cơ hội kinh doanh này nó sẽ lớn như thế nào trên toàn thế giới. 当然一个完美的组合绝对还需要一个搭配一个完善的创新系统。Tất nhiên là một cái hệ thống, một cái sản phẩm với cái công nghệ với lại cái xu thế như vậy, chúng ta cần phải kết hợp với một cái hệ thống, một cái hệ thống hoàn thiện. Vậy thì cái chìa khóa thành công của chúng ta ở trong business là gì? Cái bước đầu tiên thì chắc chắn là chúng ta hãy tham gia đăng ký cho mình một cái website cũng như là một cái cửa hàng điện tử cho chính mình. Chúng ta có một cái website thì chúng ta sẽ có một cái website riêng cho mình. Khi mà chúng ta đăng ký trở thành cái thành viên của Genet Global thì chúng ta sẽ có một cái website riêng của mình ở trong Genet Global. Trong cái website này, chúng ta sẽ có những cái ở trong cái website của mình thì chúng ta sở hữu những thứ. Cái đầu tiên thì chúng ta được cái website của mình nó có trên 30 cái ngôn ngữ trên thế giới. Cái điều này thì ở các công ty khác thì chúng ta không có nhìn thấy. 再来是一个即时的一个独立的您专属的一个网络办公室。Đây là cái website, tức là ở trong cái website này cũng là cái cửa hàng hay là cái phòng làm việc của mình hay là cái cửa hàng của mình. 那这是一个美国独立的资金账户。Và cái là một cái nữa là một cái website độc lập của chúng ta ở trên nước này. 更重要的是呢，您还有一个网络全球的购物车。啊，cái thứ tư thì chúng ta có một cái giỏ hàng trên toàn cầu. 第二步呢，就是您觉得您要今天您是想要当一个经营者，还是想当一个消费者？啊，cho nên là các bạn ngày hôm nay muốn là một người tiêu dùng hay là một người kinh doanh? 如果说您只是想要当一个体验者，那当然我们会推荐您就是使用一个。真正去达到一个好好的认真去体验是一个套装，到底是什么样的一个感受在解释？如果各位是某个人是某个人消费，就确定了，我们会介绍给各位某个产品基本要踩某个产品，về cái hiệu quả tính năng của sản phẩm。那当然，如果说您看懂了这样子的生意，看懂了这样的商机，我们绝对会推荐您选择商务套装。Nếu như các bạn mà nhìn thấy được cái cơ hội, nhìn hiểu được cái cơ hội này, chắc chắn là tôi sẽ giới thiệu cho các bạn là hãy lựa chọn một cái gói hàng kinh doanh cho chúng ta. 因为呢，如果说你选择了商务套装呢，你手边绝对会有丰裕的产品。Nếu như các bạn mà lựa chọn cái gói hàng kinh doanh, chắc chắn là trong tay của các bạn có rất là nhiều sản phẩm để kinh doanh. Khi bạn có nhiều sản phẩm để kinh doanh, bạn có thể chia sẻ những sản phẩm của bạn với những người bạn trong gia đình. Khi các bạn ở trong tay có nhiều sản phẩm ra thì chắc chắn là các bạn sẽ đem những sản phẩm này chia sẻ cho rất là nhiều người bạn. Tôi sẽ đưa ra một số thông tin đơn giản về nguồn cung cấp của chúng ta. Đại diện của chúng ta là khoảng 10%.Vậy thì xin giới thiệu cái ngành kinh doanh của chúng ta thì nó đem lại cái hoa hồng tưởng tượng là đại khái là nó là cái hoa hồng trả thuận nó như thế nào thì chúng ta chắc chắn là mời một cái vị lãnh đạo Việt Nam chúng ta lên chia sẻ rõ ràng cho chúng ta. Và tôi muốn chia sẻ thêm là trong toàn cầu cái chế độ của Genet Global thì sẽ tưởng thưởng cho chúng ta một năm hai là du lịch thế giới. Sorry, 只要你完成了旅游积分的时候呢，
其实是绝对免费的招待您出国去玩。那将来中大厅嘛，中大跟人嘛，达到个指标，中大达到个效果，跟人中大跟公司写啊，大考中大的某男孩人。这件事情我没有开玩笑哦，最近这几天就会出发的第一批全球的地中海游轮之旅。và trong hệ thống của chúng ta thì sắp gần đây thì sắp tới nữa không bao lâu thì sẽ có một con người lãnh đạo tôi chúng ta vào cái trang web đó là ở trên Đài Loan thì chúng ta sẽ thấy được công ty đã tuyên bố cái chuyến du lịch của các lãnh đạo thành công trên thế giới. 那在其实呢，我们拥有了一个就是深具国际视野的一个卓越系统，就是有个国际很有一个非常深度的国际视野的一个这个办公卓越系统。好，那我们的系统呢，就是由我们系统创办人丁慧所他所创立出来的。và ở đây là cái hình ảnh hệ thống của chúng ta trên toàn cầu. Cái người sáng lập ra cái hệ thống này chính là Cố Kim Huy. 他是我们的全球的第一号。Cố Kim Huy cũng là người mà lãnh đạo cấp cao nhất trên toàn cầu. 那他带着他的极大的一个正能量。去感染了所有的伙伴，và cô ta có một cái năng lượng rất là mạnh để giúp cho rất là nhiều người thành công trên thế giới. 所以说，从这边从看到他旁边的所有这些人呢，全部都是他一个人带出来的钻石总裁，年收入绝对超过百万美金，月收入绝对超过百万美金收入啊。và cái từ bên trái nhìn qua bên phải thì chúng ta thấy rất là nhiều người.là những người thành công từ đa nhân trở lên đều do một cái nhận giác của cuộc sinh mệnh. Tôi muốn nắm bắt tương lai, mỗi một thành công đều là do một quyết định khởi sự. Cho nên chúng ta nắm bắt một cái cơ hội cho để thay đổi cuộc sống tương lai chúng ta thì chắc chắn là do một cái quyết định ngày hôm nay. Hiện tại, các bạn có thể khởi động chìa khóa tài chính. Và hiện nay thì các bạn có thể.khởi động cái chìa khóa thành công của các bạn. 好的，那其实那我的介绍其实就已经差不多到这边了。OK, vậy thì cái buổi chia sẻ ngày hôm nay tới đây thì tạm thời là tôi dừng tại đây. 那接下来的话呢？và chúng tôi thì xin mời我们的越南的领导丁丁胜呢来为我们介绍，就是我们杰斯的一个其实好玩的一个地方就是如何去在使用产品的时候呢还能赚到一点钱。Vậy thì ở đây tôi xin trả lại cái sân khấu cho Mr. Sơn, Mr. Tuấn. 好，请，谢谢大家。cảm ơn các bạn.